Chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc quả mãng cầu ta, còn được gọi là quả na. Mình móc hai kích thước như thế này, một kích thước nhỏ và một kích thước to. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn quả na kích thước nhỏ nha. Tại vì mình thấy mọi người hay sử dụng cái kim nhỏ hơn, đầu hai đầu như thế này. Mình thì mình sẽ móc đầu số 3. Quả na này thì mình móc đầu số 1 nè. Nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc đầu số 3. Còn bạn nào muốn quả na nó sẽ to như thế này thì các bạn sử dụng kim móc đầu số 7. Quả này là mình móc đầu số 7 nè. Tại vì đầu số 7 thì có một số bạn không có cái kim to như thế này á, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn móc nhỏ như thế này thôi nha. Đó là tùy kích thước thôi. Móc to sẽ ra cái quả na to. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một cuộn len màu xanh, len màu nâu để làm cuốn và len màu xanh đậm hơn để làm lá. Lá thì mình sử dụng len cô tông Việt Nam 1mm, mình chặt đôi lại để cho cái lá nó sẽ nhìn nó sẽ cứng cáp hơn. Còn phần quả na thì mình sử dụng len miêu cô tông. Bây giờ chúng mình bắt đầu nha. Mình sẽ nói thêm, mũi móc của quả na là mình sẽ sử dụng mũi này, gọi là mũi bắp nha các bạn, có ký hiệu là N. Công thức mình sẽ ghi ở phía trên video. Nó sẽ khác so với những cái công thức khác mà mình đã làm ở những video trước, là chỉ có là mũi đơn và mũi V. Còn cái này là mũi N. Các bạn xem, nếu mà có vấn đề gì không hiểu thì cứ để lại comment, những thắc mắc của các bạn mình sẽ giải đáp nha. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 8 mũi bắp, 8 mũi N nha mấy bạn. Bạn nào mà biết móc mũi bắp rồi thì nó sẽ dễ hơn. Còn bạn nào mà chưa biết móc mũi bắp thì các bạn cố gắng nhìn kỹ cho mình một tí nha. Đây, các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. 1 2 3 3 mũi bính. Sau đó các bạn quấn một vòng trên kim, móc bình thường như là mũi kép á. Nhưng mà các bạn kéo lên tới đây, các bạn sẽ không móc qua như gì nha. Các bạn nhìn mình sẽ không móc ra như gì nha. Nhìn lại, các bạn móc như là mũi kép vậy. Móc lên nhưng mà sẽ không móc qua. Không móc qua, các bạn vẫn để trên kim như mình, vẫn để lên trên kim cho mình như vậy. Các bạn kéo lên cho nó cao. Rồi, một lần móc tiếp. Hai lần vẫn để trên kim không móc qua. Ba lần, bốn lần, năm lần. Các bạn móc ý như vậy cho mình nha. Đúng 5 lần len đều hết trên kim như thế này. Sau đó các bạn kéo qua. Rồi thêm một mũi bính nữa. Đây, chúng ta đã tạo xong một mũi bắp. Tiếp tục nha, vẫn như vậy. Đây, một giữ nguyên, hai giữ nguyên, ba, bốn, năm, đúng 5 mũi, đúng 5 giật, 5 lần như thế này. Rồi sau đó kéo chỉ qua lên một bính. Đây, chúng ta có 2 mũi bắp rồi. Tiếp tục, 1 2 3 4 5. Hơi khó một xíu, các bạn cố gắng móc nha. Kéo qua hết, chỉ
rồi lên một bính. Rồi các bạn lặp lại như vậy cho mình đúng 8 bắp. Mình sẽ quay lại thôi. Khi móc xong 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 bắp, các bạn dùng dây phía sau kéo chặt lại cho mình, cho nó khít lại như vậy nè. Kéo chặt lại, sau đó vút lại cho mình cho nó khỏi bị giãn, bị chuột cái mũi. Vút lại 2-3 vút gì đó, các bạn cảm thấy nó chắc rồi thì thôi. Rồi, chúng ta móc một mũi chuột, một mũi chuột qua bên đầu móc bên này, móc một mũi chuột qua. Xong, chúng ta đã có một phần đáy quả na rồi. Bây giờ tiếp tục hàng số 2. Hàng số 2 các bạn chú ý nha, các bạn móc cho mình thêm một mũi chuột nữa, một mũi chuột nữa ở chỗ này nha. Móc một mũi chuột qua. Rồi, các bạn lên cho mình 3 bính. 1, 2, 3. Lần này móc 1 bắp và 1 mũi bắp là mình tăng, giống như là móc 1, 2, 1, 2, móc đơn vậy đó. Các bạn cứ nhìn công thức của mình nha. Sợi dây dư này mình sẽ móc chèn bên trong luôn để giấu cái sợi dây lên. Đây, các bạn móc bình thường như mình móc lúc nãy mình vừa hướng dẫn. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Rồi, năm trên kim, kéo qua hết, sau đó lên một mũi bính. Tiếp tục ở cái bên các bạn móc mũi tăng nha, có nghĩa là hai mũi bắp chung một chân này, 20 bắp. 1 2 3. Rồi, kéo chỉ qua, sau đó lên một bính. Các bạn lặp lại như vậy thêm một lần nữa, chung một chân này luôn nha, chỉ được tăng mũi đó. 1 2 3 4 5. Kéo chỉ qua, lên một mũi bính. Cứ móc 1 2 1 2, lặp lại hết vòng 4 lần cho mình. Mình sẽ quay lại ngay. Sau khi móc xong hàng số 2, 1 tăng, 1 tăng, 1 tăng, 4 lần sẽ được 12 mũi bắp. Bạn chuột qua, chuột mũi chuột qua cho mình. 1 mũi chuột. Tới đây các bạn tiếp tục trượt thêm một mũi nữa nha, là có nghĩa là mình sẽ trượt hai mũi trượt á, để tới cái phần này mình móc lên cho mình 3 bính. 1 2 3. Móc tiếp cho mình mũi bắp, 12 mũi bắp xung quanh, không tăng không giảm. 1 2 3 4 5. Kéo chỉ lên một bính, lại tiếp tục 1 2
4 5 kéo chỉ qua lên một bính. Tiếp theo cũng như vậy, cứ móc đều hết 12 mũi bắp. 1 2 3 4 5 kéo chỉ qua lên một bính. 1 2 3 4 5 kéo chỉ qua lên một bính. Móc hết vòng 12 mũi bắp, mình sẽ quay lại nha. Khi móc xong hàng số 3, chúng ta được như thế này. Bạn trượt qua một mũi trượt. Tiếp tục trượt thêm một mũi trượt số 2. Lên 3 bính, 1, 2, 3. Hàng số 4, các bạn bắt đầu thu nha, giảm mũi. 1 giảm, 1 móc, thu 2 mũi thành 1 mũi. Hướng dẫn mũi thu. Một, hai, ba, ba, bốn, năm. Các bạn không, khi mà móc tới năm rồi, không có kéo qua, để như vậy luôn, để mình thu mũi. Tiếp tục móc tiếp theo. 1 2 3 4 5. Lúc này mới kéo chỉ qua hết nha, kéo qua hết. Lên một bính cho mình. Đây, mình đã thu. Mũi thu mình ký hiệu là chữ A đó nha. Tiếp tục một mũi bắp. Lúc là mũi bắp bình thường không thu. 1 2 3 4 5 kéo qua lên một bính. Tiếp tục bên đây là mũi thu, mũi giảm. 1 2 3 4 5 không kéo, để như vậy. Tiếp tục 1 2 3 4 5 tới đây kéo qua hết luôn, lên một mũi bính. Rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy đến hết hàng cho mình. Một mũi giảm, một mũi bình thường, một mũi giảm. Móc xong hàng số 4, chúng ta được như thế này. Các bạn lại tiếp tục trượt, trượt cho mình hai mũi trượt nha. Một mũi trượt nè, hai mũi trượt. Hàng cuối cùng giảm hết cho mình. Móc cho mình 4 mũi giảm. Lên 3 bính. 1 2 3. Trước khi móc thì các bạn nhồi bao một ít bông như đây. Hàng cuối cùng móc cho mình 4 mũi thu. 1 2 3 4 5. Để lên trên kim không kéo qua nha. Tiếp tục 1 2 3 4 5. Rồi lúc này mới kéo chỉ qua hết nè. Lên một bính. Đây, chúng ta được một mũi thu.
là một mũi giảm đó. Tiếp tục cái mũi cái lỗ này không không xỏ qua nha, chúng ta coi hai mũi này là một mũi cho nên xỏ qua lỗ, xỏ qua bên kế tiếp đây nè, một hai ba bốn năm, để lên y như vậy, một hai ba bốn năm, rồi mình kéo chỉ hết qua lên một bánh, hai mũi thu rồi. Tiếp tục mũi thu thứ ba, nhớ nha, cái lỗ này không không có xỏ, xỏ vào lỗ cái bên nè, một hai ba bốn năm, một hai ba bốn năm, kéo chỉ qua lên một bánh. Các bạn lặp lại như vậy thêm hai mũi bên đây nữa là hết hàng cuối cùng. Sau khi móc xong hàng cuối cùng bốn mũi giảm, chúng ta được vòng miệng nhỏ như thế này. Móc mũi trượt, trượt qua. Các bạn sờ mà nếu mà thấy nó còn rỗng thì các bạn nhồi thêm một chút bông nha. Các bạn nhồi thêm một xíu bông cho nó tròn đẹp. Giờ đã xong, các bạn cắt một đoạn chỉ thừa để mình khâu phần miệng lại. Xỏ qua xỏ lại như thế này để một tí mình khâu cái miệng lại. Đây, kéo là nó khâu rồi, nó sẽ thu nhỏ như vậy nè. Rồi, phần len dư các bạn cứ xỏ bên trong. Đây, được một vả na bé tí dễ thương. Bây giờ mình hướng dẫn làm lá nha. Phần lá các bạn lên cho mình 9 mũi bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám và chín. Sau đó móc một mũi đơn chân thứ hai, một mũi đơn, sau đó một mũi nửa kép, nửa kép nè là ba sợi len trên một chân, trên một chân kim, kéo qua một mũi kép, rồi móc một kép đôi, một kép đôi là quấn hai vòng. Kéo chỉ qua một vòng. Kéo chỉ qua hai vòng. Tiếp tục lại một mũi kép đôi hai vòng. Kéo chỉ qua một vòng, kéo chỉ qua hai vòng. Rồi, một mũi đơn. Một mũi kép chứ, xin lỗi bạn, một mũi kép. Một mũi nửa kép,
một mũi đơn cuối cùng. Cái này nó hơi nhỏ xíu, hơi khó một xíu. Rồi, một mũi kép cuối cùng. Đó, đã xong một chiếc lá nhỏ như thế này. Trừ là cho mình một khúc để mình khâu vào chiếc quả na. Tại vì quả na nhỏ thì dùng một cuốn nhỏ. Nếu mà bạn móc quả na lớn thì mình chỉ làm cái lá to, mình móc lặp lại đều hai bên. Còn hiện tại mình chỉ móc một bên này thôi. Các bạn khâu vào cho mình, sở kim vô bắt đầu khâu. Khâu lá trước rồi mình sẽ làm cuốn. Mình sẽ khâu cuốn vô. Xong phần lá, giờ chúng ta móc ba phần cuốn. Cuốn các bạn gầy cho mình 7 mũi bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Móc mũi trượt hết cho mình. Móc ở chân móc số 2. Một, hai, mũi trượt hết. Trượt nha, không phải là mũi đơn đâu, mũi trượt nha. Kéo hết qua cho mình luôn. Kéo một trượt nè. Trượt nha. Hai trượt nè, kéo qua hết luôn, kéo hết. Phần cuốn tương tự, cũng dùng kim khâu lên, khâu xuống cho mình. Các bạn cứ luồn qua quả mãn cầu, kéo lên lên xuống, thì sau đó cắt chỉ thì sẽ khâu được. Đây là thành phẩm sắm do mọi người làm nè. Hôm trước thì mình có làm sẵn một cái quả na nhỏ hơn, kích thước nhỏ hơn. Quả na này lớn hơn. Các bạn nếu muốn móc quả na lớn hơn thì nhớ dùng kim móc loại to hơn, tăng thêm một hàng nữa thì sẽ ra. Nhưng mình móc cái này cho mấy bé chơi thì mình móc nhỏ như thế này nó sẽ cưng hơn nè. Chúc các bạn thành công nha. Xem nếu thấy hay thì nhớ bấm like và đăng ký follow cho mình để nhận được thông báo. Các bạn nhớ bấm bật chế độ là chuông để nhận thông báo những video mình sẽ làm hướng dẫn các bạn sớm nhất nha. Hẹn gặp lại ở video sau nhé.